Là ăn trứng vịt lộn. Một tuần ăn trứng vịt lộn 3 lần. Thì mình yếu thì mình chấp nhận, thì mình phải ăn cho nó sung chứ ngộ trời. Những thứ giúp sung rẻ tiền. Chính xác luôn, hiệu quả. Tôi nói ông nghe này nha. Cái gì? Ví dụ như ông yếu đúng không? Ừ. Thì chắc ông cũng chưa biết đâu. Yếu rồi, cái ông đi ra, thí dụ đi. Ờ, yếu đi ra gió thổi bay. Đúng. Rồi, phải không phải cái đó. Cái gì sao? Cái kia kìa. Cái gì có nghĩa là ông bắt đầu cái ông kiểu như mình sáng sớm là hai vợ chồng mình xù xì xí đó, là tối nay mình trận chiến đó. Không, cái đó không biết. Thì bởi tôi nói ông không biết đó, mình cảm giác mình yếu cái ờ. Chạy ra, đợi giờ mình đi làm đi ờ. Chạy về mình quất hết chục trứng đi à, trưa mình ăn chục trứng đi. Chứ anh ăn ngoài không ngán anh Khải. Thì đã mình dù có ngán cũng phải ráng mà ăn chứ. Đã giúp cho mình vấn đề đó. Thay vì mình luộc, vì sao anh không sốt me, xào me? Đó phải ăn cho ngon, ăn cho béo, cho bổ và nó có một bài thuốc gì đó. Bây giờ, sẵn ra nè, đổi món đi. Đổi ra anh làm cách này anh ăn á, đôi cái sức lực anh lên luôn. Có một thần. Thiệt luôn, đổi món đi, đừng có luộc nữa. Ăn hoài, ngán. Thiệt quá, có. Biết cái gì không? Cái gì? Bình bát dây leo. Dây leo bình bát. Chỉ nhà ai có mới ăn thôi, chứ những người không có là ăn không được đâu. Nói thiệt. Đâu đó, ông chị. Anh bứt lá non với đọt đi. Bứt lá non, non đọt đúng không? Đây là dây leo bình bát nha mọi người. Cái dây này mà người ta đừng dùng để nấu canh ăn mà. Không có đâu, cái này là không chợ không có bán đâu. Chỉ ở quê mới có thôi. Mà ở quê tùy chỗ có rồi, chứ không phải chỗ nào cũng có nha. Giờ chuyển sang món mới đi. Đã nói là ngán cũng ráng mà ăn. Tại vì cái này nó giúp cho mình vấn đề đó. Vậy đó là một người khỏe thì hai người vui. Ông không hiểu gì cái này cho. Nhân đôi luôn. Cái này một người khỏe là 4-5 người vui luôn á. Có người hưởng thụ ké luôn hả? Ừ. Anh đập cho em trứng lộn vô trong chén đi. Đúng ra. Mình đổi món đi, đừng ăn trứng lộn nhiều quá. Nói xong nó ngán. Trứng lộn ra trong một cái chén. Lá bình bát anh cắt, anh rưới đều lên bên đây. Trứng lộn rồi, đúng rồi. Ăn cái gì cũng phải có một cái mục đích hết trơn á. Bỏ hết luôn đi thầy. Bỏ hết luôn đi, canh đều bỏ hết luôn. Rồi, ok. Rồi, anh mang đi, anh chưng cách thủy. Cách thủy đúng không? Ừ. Để đây là làm luôn tại chỗ đi. Ừ. À, mọi người bỏ lên, mọi người đi chưng cách thủy nha. Chừng bắt đầu tôi đi làm muối nha chưa. Ok. Rồi, để nắm lại. Tí nữa chúng ta sẽ nếm thử cái món mới này nha, rất là ok nha. Thử coi sao, xong cỡ nào. À, sau khi anh em tôi chưng cách thủy, chính rồi đó. Thôi à, ừ. Chưng cách thủy. Ồ, wow. À, hấp dẫn thì thôi tắc, anh thử. À. Ừ. Bây giờ... Cách này nó giúp yếu, rất là ok. Thấy ra không nóng mà, đó, ghê chưa. Ây da, nóng thấy bà luôn, nóng. Ngon. Để nó nguội tí, đợi nguội tí. Ngon. Tôi chọn cái này. Chén nào cũng như chén ấy. Chén nào như nó thôi mà. À, bây giờ nặng trăm vô cái này đúng không? Ừ. Cái gì mà ông chép chép vậy trời. Ngon. Trước sau thì ông cũng ăn mà. Ăn đây đúng không? Ừ. Khoai. Đây là muối ớt nè, đây là muối tiêu nha. Cái này nó giúp mấy anh yếu á, ừ, ăn đi vô để cho nó bổ nhau cho nó đã. Bổ nhau hả? À, bổ nhau. Được không? Thêm miếng muối mắm thêm ít nữa hả? Ừ. Cũng ra bắn đây. Rồi thử đi. Cố đi. Thử nha. Ừ. Thử coi nó mùi vị nó ngon như thế nào. Này để ra đây bên đi. Thay đổi món đi, cứ ăn luộc hoài chán. Chín không ta? Chín rồi. Tuyệt vời. Chù, trên nó tuyệt vời. Để tôi ăn thử miếng rau thử nha. Rau này nghe nói nó ngọt. Ngọt. Mới cộng thêm chút lượng ngọt nữa này. Anh hút cái nước ra thôi là anh đấm nhau cả đêm mà anh Khải. Muốn chi là ăn. Không nước không hả? Ừ. Rồi, cũng mời đại gia đình dùng bữa nha. Ừ, thưởng thức. Thưởng thức chứ quên. Trời. Nó như hòa tan vậy đó. Cái này nè, cái đọt á nó mềm á. Ừ. Bỏ vô miệng là cảm giác như là nó muốn tan rồi đó. Ngọt. Ngọt không ngọt, cả nước trong không ngọt. Má cháy, nói chung mọi người ăn trứng bị lộn luộc hoài chán lắm, đổi món đi. Lấy trứng lộn thủy, trứng cách thủy với dây bình bát non. Dây đọt bình bát. Đọt bình bát non với lá bát non. Ok. Giờ để tôi ăn cái này. Trời ơi. Ôi, coi nè. Má cháy. Cho tôi mượn cái muỗng nha. Ừ. Dập miếng muối ớt. Thêm miếng ớt vô nữa. Ngon. Chàng miếng nước chua chua. Ăn tối nay mà lỡ mà có
Tôi sợ nó không kìm trước khi mà ấy. Mà lỡ như nó kiểu nó tới mức quá không? Nóng trong người, dạo giật trong người á. Không, nhanh á. Thì nhanh thì đúng rất là dụng rồi. Đây là đọt trong bông đát mà. Chu trà thơm. Thôi mời đại đại gia đình miếng thưởng thức miếng này nha. Nước nó ngọt, nghe hút nó rộp 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 nghe mà đã. Trứng lộn tôi ăn rất nhiều. Luộc có à, mà luộc không có chị đâu. Răng me có đúng không? Răng me có. Rồi cái gì nấu lẩu trứng vịt lộn có. Trứng lộn xào tỏi. Xào tỏi có hả? Có, nguyên một trứng bỏ vô xào tỏi, tí đập rang, mút cái vỏ đi mút. Thằng thần ai mà làm vậy? Nó ngọt cực kỳ. Ngọt ngon. Ngọt ngon mà dạng nước, cái nước của nó là gọi là mình này là gọi nước gì? Nước hơi. Nước hơi nó tự tích tụ lại và cái nước này nó không mất luôn. Để húp thử cái nước nha. Thôi để khỏi húp bằng máy đi. Tại sao ta? Tuyệt vời. Tuyệt quá, tuyệt vời. Biết tuyệt rồi đó. Nó ngọt của cái hương vị của cái dây gì đó. Bình bát. Bình bát đúng không? Ừ. Nó ngọt của từ trứng nước, đó. Trứng nước. Tôi nói ông nó tuyệt vời. Tôi ăn, tôi ăn đi. Tôi không nói nhiều nữa, nó nói hồi nó chết luôn á. Chỉ hai trứng. Hai trứng là đủ tiêu chuẩn, là đủ đấm nhau rồi sập sình cả đêm rồi. Có khi phải sập sình thuê nữa. Cái gì thuê là sao? Sập sình thuê, ai thuê em đi sập sình thì sập sình. À, có luôn hả? Thì dư quá giờ sao? Nó ngon một cách, nó ngọt một cách lạ kỳ lắm. Ăn đi, ăn đi. Chứ phải ăn đi. Ngon lắm. Mày bây giờ mới 2 giờ, tí nữa thì anh đi sập sình đâu thì bây giờ? Mình có đi dạo đâu thì có ai không? Cứ đi dọc đường á. Có lô gạch hả? Nó dùng quá mày. Ông bọn chú ăn chưa? Ủa này còn trứng nữa hả? Ừ, ăn trứng hết, ăn hết trứng ha. Thôi cái chồng ấy nhai lâu lắm. Cao su. Cao su lâu lắm. Nghe cái miếng cao su. Để giờ múc vừa miếng nước nhái luôn. Cho xin mượn muỗng nha. Đại gia đình ai đang coi clip này thì làm thử liền đi. Mọi người thấy được các giả ăn nó ngon, cảm giác các bạn. Các bạn chưa bao giờ mỗi các bạn ăn trứng lộn nó ngon như thế này. Món lạ mà. Ôi. Tuyệt vời. Ông thử đi. Đây. Trứng nào? Trứng nào? Đây. Thưởng thức cho mọi người xem thử nha. Trời ơi, mọi người tôi thấy. Ôi. Cao su cũng ăn cao su. Ôi, cao su ăn gì vậy? Dài đằng mắt đó. Nóng hả? Ngon. Chưa bao giờ cảm giác ăn trứng lộn là ngon như thế này. Thật sự luôn mà. Mấy bây giờ nó quên. Gì đó? Ồ, anh có đồ đấm nhau rồi, tí bị em đấm ai? Đấm lô gạch hả? Thì đó, tôi cho mượn ghê lỗ gạch tôi đầy. Bởi vì nhà sau vách sắt, vách sau tôi không có ai thấy đường đâu. Với lại là ở ngoài đó là cũng không có ai mà lỗ gạch ngoài đó tôi chưa tô nữa. Thôi, em không ăn. Thôi ăn đi. Thế nóng trong người quá. Chứ, ông xạo quá. Mới có ngậm có miếng mà. Mặt đỏ luôn thấy không? Đúng rồi, mặt đỏ luôn. Chết rồi, mặt đỏ rồi. Tìm gì vậy? Kiếm lỗ gạch. Anh lại ăn đi, em đi kiếm ổ gạch lô gạch. Ừ, vậy thì em đi kiếm gạch đi nha.